Vâng, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo nhá. Đây, anh em có thể thấy là hiện tại thì mình đang chơi nhân vật Misa với một cái bộ đồ khá là chất chơi người rơi. Ơ kìa, bạn nào vừa chạy xe qua vậy? Được rồi, ok. Misa sẽ chạy bộ theo để chiến luôn. À, xuống xe rồi cả. Úi giời ơi, xuống xe này. Tự nhiên xuống xe làm cái gì? Thế là xong, cuối cùng thì mình cũng đã hạ gục được một thanh niên đầu tiên. Hiện tại thì nhân vật Misa của mình đang mặc một cái áo khoác màu vàng. Không biết là anh em thấy thế nào chứ, nhưng mà tôi lại thích kiểu dở hơi như vậy. Mùa hè này, trang bị cho Misa một cái áo khoác cho nó như kiểu là khác người đó mà. À, thấy rồi nha, một thanh niên đang chạy này. Đừng có chạy nha. Anh em chờ xíu, tôi sẽ chạy qua ngay để chiến luôn cùng thanh niên này. Shotgun này em ơi. Thôi xong rồi, xong đời chú rồi. Bạn làm cái gì vậy? Úi giời, lại còn đấm tay không nữa cả. Vâng, chỉ với một phát headshot thì mình đã có thể hạ gục được bạn ấy một cách nhanh chóng và dễ dàng. Rồi ok, theo như tôi nghĩ thì khẩu AK của chúng ta bắn nó sẽ phê hơn rất nhiều so với SK. Tại vì là cái lượng sát thương từ khẩu súng AK gây lên người đối thủ nó khá là mạnh. Một cái điểm trừ của AK đó chính là AK nó có một cái độ giật không hề nhẹ nha mọi người. Nhưng mà không sao, nếu như các bạn lắp được tay súng 3 vào thì cái độ giật của AK sẽ được giảm đi đáng kể. Ơ gì vậy? Hình như là mình cảm giác nó thiếu cái gì đó. À đúng rồi, tôi quên anh em ạ. Lúc nãy thì tôi vứt luôn cái khẩu shotgun ở bên kia. Đấy, không biết chơi game cái kiểu gì, vứt luôn cái khẩu shotgun. Được rồi, ok, mình sẽ chạy sang để lấy lại cái khẩu shotgun nào. Đây chứ đâu. Rồi, tí nữa thì rơi mất cái khẩu shotgun. Ok, và ngoài này thì chúng ta sẽ có được hai con xe màu xanh dương. Nói chung là các bạn chơi xe nào cũng được à. Nhưng mà lượm xác thằng này không có gì cả ngoại trừ một khẩu súng lục M500. Thanh niên phải nói là nghèo nhất hệ mặt trời luôn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Đi lại kiểu ngáo ngáo nữa. Chẳng qua chỉ là mới khởi động thôi anh em ạ, nên là chơi nó đang còn ngáo ngáo. Rồi ok, chạy qua bên này. Liệu rằng chúng ta có thể tìm kiếm được thanh niên nào không đây? Đây, đúng rồi, tôi nhớ chỗ này. Cái chỗ này có đường vào mà, làm sao mà tôi quên được. Đâu rồi, đâu hết cả rồi, tại sao chưa thấy ai vậy? Các bạn chạy đi đâu hết rồi? Chạy hẳn ra ngoài này mà công nhận vẫn chưa thấy ai. À rồi nhá, chúng ta sẽ quay lại vào cái khu trong này. Rõ ràng là tôi vừa nghe thấy có một cái tiếng nổ xuống ở trong này và một cái ký hiệu, cái mũi tên màu đỏ trên bản đồ. Chắc chắn là thanh niên này, bạn ấy sẽ không thể chạy đi quá xa được. Đâu rồi, bạn đang ở chỗ nào? Bạn ra đây ngay đi. Úi giời, có cái hòm xác này. Ai chết vậy ta? Ai chết vậy ta? Sao lại có cái hòm xác chỗ này? Rồi, dù sao thì mình cũng đã lượm được thêm một túi cứu thương. Đâu vậy bạn ơi? Tại sao lúc nãy bạn bắn nhau trong này mà bạn lại chạy đi đâu rồi? Tôi sẽ đi tìm thanh niên này. Mà phải công nhận rằng là bạn này chạy khá là nhanh. Ok, mình đã thấy được một cái hòm thính ở ngoài kia. Tất nhiên là mình sẽ chạy sang để lượm thính thôi. Gì vậy? Thính tận cái bờ bên kia à? Xa vậy? Ok, tôi nghĩ là tôi sẽ như kiểu là bơi qua con sông này và sang bên kia lượm thính luôn. Chơi lầy luôn chứ sao mà phải ngại. Rồi, như vậy là nhân vật Misa của tôi đã lên bờ. Úi giời ơi, ngon chưa kìa. Như vậy là mình đã vừa lượm được một khẩu súng Groza ở trong hòm thính nhá.
Trên này có ai không vậy? Chúng ta sẽ hạ gục luôn. Chưa thấy ai, chưa thấy ai. À rồi nha, một chiếc xe đang chạy này. Có vẻ như là bạn ấy chạy xuống kia để lượm thính. Đâu rồi ta? Ơ kìa, bạn ấy đã núp sau cái hòm thính rồi nha em ạ. Đây ok, tôi sẽ nhảy lên cái hòn đá này để có được một cái vị trí quan sát tốt hơn. Đâu rồi, lòi cái đầu ra. Vâng, thanh niên đó thì bạn ấy vẫn đang rất bình tĩnh và núp sau cái hòm thính nha. Ok, và tôi có hai quả lựu đạn. Anh em biết tôi sẽ làm gì rồi đấy. Đáp lựu đạn này. Ơ kìa, tôi lại đáp quá xa rồi. Đáp tận ra sông. Nhưng không, cuối cùng thì chúng ta cũng đã giết được bạn ấy rồi. Ra và lút xác thanh niên này thôi. Vâng, khá là nhiều đạn súng trường. Và bạn này thì bạn ấy đã có được một khẩu súng K98 nha. Mình sẽ lấy K98 để chơi luôn. Trời ơi, nòng ba này, đồ ngon vậy. Ơ kìa, lượm nhầm khẩu súng AK rồi. Rồi ok, xong. Gì vậy? Bạn nào chạy xe đa năng dưới nước vậy? Thanh niên, bạn định làm cái trò gì vậy? Ây ây, úi giời ơi, tí chết nhá, tí chết nhá. Đấy, mình ngồi tạm ghế sau ở trong xe và bơm máu cái đã. Cái gì thì chúng ta cũng phải từ từ thôi. Nếu như máu đầy thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Ok, chạy ra khỏi xe. Và chúng ta sẽ tiếp tục lượm xác thanh niên này. Ơ kìa, ơ kìa. Ơ kìa, ông nào ở trên kia bắn tôi vậy? Tôi đang loot đồ mà. Được rồi, ok, bạn ấy đang ở dưới chân cầu. Và tôi nghĩ là thanh niên kia bạn ấy đã di chuyển lên trên cầu rồi. Cái đầu đâu, cái đầu đâu? À, thanh niên bạn ấy đang đứng ở đầu cầu nha. Và có vẻ như là anh ta cũng đã có được một khẩu súng bắn tỉa. Xem là ai vỡ sọ trước nha. Ok, đáp lựu đạn à? Đáp lựu đạn này, trời ơi. Lựu đạn còn chưa kịp bay nữa mà bạn ấy đã ra đi rồi. Phê quá trời luôn. Khi hiện tại thì mình đã trang bị được một cái ống ngắm 1X. Phải nói là khi sử dụng cái ống ngắm 1X này cho khẩu súng trường thì bắn cực kỳ là phê luôn anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ chạy lên trên cầu này và lượm xác thanh niên kia thôi. Ai bảo lúc nãy là ông bắn lén tôi làm cái gì? Tôi đang loot đồ nên là tôi phải giết chết ông thôi. À, không có gì cả anh em ạ, toàn là những cái đồ mình đã có rồi thôi. Với lại thì ba lô của mình cũng đã full 99%. Chơi game bây giờ mà kiếm được cái ba lô 3 thì phê phải biết luôn. Cơ bản là mình đang dùng cái ba lô 2 mà, nên là nó cũng không thể chứa quá là nhiều đồ. Ok, ở cái hòn đảo bên kia thì chúng ta sẽ có được hai hòm thính. Tất nhiên là tôi là một thanh niên đam mê thính nhất hệ mặt trời. Và tôi sẽ chạy sang bên này để lượm thính thôi nào. À, chúng ta nếu như may mắn thì mình có thể lượm được một khẩu súng AWM nữa. Với khẩu súng này thì bắn cực phê rồi. À rồi nha, tôi đã thấy được rồi, một thanh niên này. Chúng ta hãy cùng căn sọ thanh niên này. Nhưng không, đáng lẽ ra đúng rồi, sẽ là hai thanh niên, không phải một thanh niên nha. Ơ kìa, chạy này, chạy này. Chạy này, thanh niên này. Trong khi hai thanh niên kia thì các bạn ấy đang lùa và bắn nhau, thì mình chỉ cần hạ gục thanh niên này một cách khá là dễ dàng. Ok, hòm thính này chúng ta sẽ có được gì đây? Vâng, ra ba mới. Cũng được. Đang còn một thanh niên chạy trước nữa. Bạn chạy đâu rồi? Tôi có xe này. Bạn làm sao mà thoát được khỏi tay súng của tôi? Ơ kìa, cũng chết luôn rồi à? Thế thì mình sẽ lượm xác thôi. À mà quên, lấy cái nòng giảm thanh cũng được. Đây, được rồi, trang bị vào khẩu súng K98 này. Thế còn hòm thính dưới kia, chúng ta sẽ lượm được khẩu súng gì đây? Và theo như tôi thấy thì cái hòm thính này có vẻ như là chưa có ai lượm này. Ngon rồi, như vậy là tôi cũng đã có được một khẩu súng AWM. Với khẩu súng này thì chúng ta có thể căn sọ đối thủ. Được trang bị sẵn cái ống ngắm 8X.
nên là cái việc can sọ đối thủ bằng khẩu súng AWM thì nó cũng không quá khó khăn. Với lại cái lượng sát thương từ khẩu súng AWM can lên sọ một đối thủ thì phải nói là kể cả mũ mấy thì đối thủ của chúng ta sẽ nhanh chóng ra đi, với những cái phát headshot phải nói là cực kỳ là tốn máu luôn. Vị trí của bạn đã bị lộ bởi radar UAV. À thật ra là tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm cơ. Nếu như có cái radar UAV thì chúng ta có thể tìm kiếm kẻ địch dễ hơn. Còn nếu như bạn nào không thích bắn nhau thì bạn ấy có thể chạy cũng được mà, đâu có sao. Ai vậy, ai vậy? À tôi cứ tưởng người cơ. Nhưng mà không phải thì thôi. Chúng ta sẽ có gì đây? Băng đạn 3 này, ngon. Trời ơi, lại hòm thính nữa cơ à. Tại sao mà lắm hòm thính vậy? Ok, chúng ta sẽ chạy ra cái chỗ hòm thính. Nãy giờ tôi chơi còn không để ý là có bao nhiêu người chơi nữa cơ. Giờ còn 3 người chơi này. Lại sắp được cái top 1 rồi. Vâng, chúng ta đã chạy đến rất gần với hòm thính rồi. Nhưng mà lúc này thì tôi sẽ như kiểu là tôi sẽ không kiếm thêm đồ nữa. Tại vì là tôi đã có được hai khẩu súng khá là chất rồi. Quan trọng là chạy ra chỗ này để săn những cái thanh niên còn lại thôi. Đâu vậy? Không ai đến lượm thính nha. Thôi chúng ta sẽ chạy đến. Nếu như kiếm được cái mũ 3 thì quá ngon. Ở đây này. Vừa nói xong. Vâng, chúng ta đã có được một cái mũ 3 mới. Mới 100% luôn. Như cái mũ 3 lúc nãy mình đang đội thì nó chỉ mới tầm khoảng 80% thôi. Tại vì là cái lượng giáp của mũ 3 lúc nãy thì nó đã bị hao hụt rồi. Ok. Để qua được cái hòn đảo bên kia nhanh hơn thì tất nhiên là mình sẽ lựa chọn cái giải pháp. Đó chính là đu dây nào. Có một chiếc xe ở dưới nha. À rồi nha. Tôi đã phát hiện ra là có một thanh niên kia, bạn ấy đang chạy. Ê bạn ơi, chạy gì mà nhanh vậy? Chờ mình đã nào. Ok, mình sẽ cố gắng căn sọ thanh niên này bằng khẩu súng AWM. Thấy rồi nha, thấy rồi nha. Đứng dậy nào. Ơ kìa, chạy gì mà nhiều vậy? Đứng yên một chỗ đi bạn ơi, đứng yên một chỗ đi nào. Mình chỉ muốn căn sọ bạn thôi, mình không có làm hại bạn đâu. Ok, chúng ta sẽ chạy đến cái khu vực này. Chạy gần hơn nữa để tiếp cận mục tiêu. Úi dạ ơi, đang chạy à? Ơ kìa, bạn này chạy khá là thông minh luôn. Thấy rồi nha, cái đầu. Úi dạ ơi, đang định bắn thì bạn ấy đáp lựu đạn, làm cái đầu nó di chuyển, mình không thể can sọ được. Đúng rồi, ngồi yên đi bạn ơi. Vâng, thanh niên rất là thông minh luôn. Có vẻ như là bạn ấy đã biết được mình can sọ bạn ấy rồi. Úi dạ ơi. Trời ơi, tôi đang căn sọ, đáng lẽ ra là bạn ấy phải chết rồi, nhưng mà tự nhiên cái lúc ấy thì bạn ấy như kiểu là bạn ấy cầm cái khẩu súng bắn lên trời. Thế là lại không trúng. Thanh niên này, cẩn thận vỡ đầu nha. Ơ kìa. À thanh niên kia thì bạn ấy cũng có AWM nhưng mà bạn ấy không căn sọ. Bạn ấy bắn vào người mình. Gì vậy? Chạy ra để xử lý mình hả? Chạy ra xử lý á? Úi giời thanh niên. Trời ơi. Đòi chạy ra để xử lý mình cơ. Như kiểu là bạn ấy thấy mình căn sọ không trúng ấy, tưởng mình là gà, nên là chạy ra đòi giết mình luôn cơ. Bơm máu cái đã nào. Chỉ còn một thanh niên nữa thôi anh em ơi. Giết nốt thanh niên cuối cùng thì chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng rồi. À tôi cứ thương này. Ngon. Vâng, khá là nhiều đạn súng trường. Biết ngay mà thanh niên cầm cái khẩu súng AWM này. Tôi nói đâu có sai. À chỗ này thì chúng ta sẽ có được một cái bộ sửa chữa giáp này.
lên giáp 3,5 rồi anh em ơi. Cái giáp này thì cực kỳ là trâu bò rồi. Đâu rồi vậy? Chỉ có một thanh niên thôi. Mà theo như tôi thấy thì cái vòng an toàn vẫn khá là to này. Nên là để gặp được thanh niên cuối cùng này, chắc là chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm một cái bo nữa. Trên này có không vậy? Chưa thấy ai cả luôn mọi người ạ. Một thanh niên nữa thôi mà, tại sao cái công việc tìm kiếm nó khó khăn vậy? À rồi nha, tôi thấy rồi nha. Bạn ấy đang ở cái gốc cây hướng 150 độ thì phải. À không phải, chính xác là hướng tầm khoảng là hướng SE. À đây, bạn ấy di chuyển xuống cái gốc cây bên dưới rồi. Gốc cây hướng 150 độ này. Úi giời ơi bạn. Trời ơi cái đậu xanh. Thanh niên này thì bạn ấy cũng có khẩu súng AWM luôn, nhưng mà bạn ấy lại không can sọ mình. Mấy thanh niên như kiểu chơi ẩu vãi trưởng ấy. Căn sọ nhau đi cho vui nào. Bạn ấy đang di chuyển rồi. Bạn có thích chạy không vậy? Rồi ok, và thanh niên kia thì bạn ấy đã núp sau hòn đá rồi nha em ơi. Chỉ còn một chút xíu thời gian nữa thôi thì bò sẽ bắt đầu thu lại. Tôi sẽ xem là thanh niên này bạn ấy chạy đi đâu được. À di chuyển nữa à? Di chuyển này. Ơ kìa, thanh niên này chạy à? Vâng, và bây giờ thì bạn ấy đã núp sau cái trụ điện chỗ kia rồi. Đằng sau thì bo đã thu tới đít mình rồi. Khá là căng thẳng rồi mọi người ơi. Bạn ơi, bo chuẩn bị thu rồi kìa. Chạy đi nào. Chạy đi kìa. Chưa chạy à? À, chạy ra ngoài này. Xong. Khẩu súng Rosa của chúng ta cấu rỉa quá là ghê. Và mình đã hạ gục được thanh niên thứ 8. Ok, lại được top 1 nữa rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Nếu như mọi người thấy video này của mình hay, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye mọi người.